ngồi trên xe lửa đi dọc Việt Nam sẽ như thế nào? Đi tàu hỏa về quê ăn Tết có gì đáng lưu ý không nhỉ? Đoàn tàu nào đi xuyên nhà? Bí ẩn đoàn tàu ma có lời giải hay chưa? Lên tàu hết chưa nào anh em ơi? Chuyến tàu mang số hiệu yêu thương 9999 khởi hành đây! Đoàn tàu gì mà uốn lượn rồi nhấp nhô hài quá vậy? Trên đời có những đoàn tàu kiểu như thế này sao? Với suy đoán sắc bén của bạn, bạn nghĩ rằng đoàn tàu nào có thật không? Bạn nào đoán đoàn tàu có thật đấy? Không đoàn tàu nào có thật đâu. Nhanh trí dám cá là các bạn sống trên đời đủ lâu tới cỡ nào đi chăng nữa cũng chưa một lần được nhìn thấy đoàn tàu nào oải cả trưởng như hai đoàn tàu này đâu nhé. Trời ơi, ta nói cái gì mà uốn éo lắc lư bên này ngả nghiêng bên kia, trông mà chóng hết cả mặt luôn rồi. Còn có cả tàu gì mà chui lên ngụp xuống cứ như cá đớp mồi vậy ta. Đúng là ảo thật đấy. Anh chị nào mà nghĩ ra cách dựng đoạn video này thì đúng là ngồi đây để cho nhanh trí bái phục làm sư phụ thôi, quá là sáng tạo luôn. Chắc là muốn xe lửa tương lai cũng như vậy chứ gì. Ở năm 2024 giờ chỉ có tàu hỏa bình thường thôi chứ không bất thường như thế này đâu nhá. Không đùa nữa đâu, bây giờ mới vào vấn đề chính đây này. Tàu hỏa hay còn được biết đến với cái tên gì? Đố các bạn biết đấy. 3, 2, 1, gọi là xe lửa nhá. Đã có từ rất lâu đời và ngày càng phát triển trong xã hội hiện đại. Những chuyến tàu hỏa xình xịch nối liền rất nhiều đất nước trên thế giới. Tuy nhiên, ai là người tạo ra xe lửa thì không phải bạn nào cũng biết đâu. Ôi, toàn những vị đại tài nổi tiếng đây rồi. Nhưng 1.000 người đi xe lửa, chỉ có 10 người biết điều này thôi đấy. Chính là ông Richard Cheviteck. Ông ơi, cho cháu và các khán giả của Nhanh Trí xin gửi một tràng pháo tay và lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ông nhé. Ông ấy là cha đẻ của chiếc tàu hỏa đầu tiên trên thế giới. Ý mình không phải ông ấy có khả năng đẻ ra một chiếc tàu hỏa to chà bá đâu, mà ông ấy đã sáng chế ra chiếc tàu hỏa chạy bằng năng lượng than năm 1814. Sau bao nhiêu lần thay đi sửa lại, cuối cùng cũng xong. Ông đã có công rất lớn để những chuyến tàu hỏa ngày càng xịn sò và nâng cấp như bây giờ. Yay! Tết này bạn có đi tàu hỏa về quê ăn Tết không? Nhớ comment xuống bên dưới nhé! Bí ẩn tiếp theo quá kỳ lạ về xe lửa Thomas, phiên bản kinh dị và phiên bản phim hoạt hình. Thực ra, đây là một bộ phim hoạt hình của nước Anh đã từng được Việt Nam mua bản quyền và chiếu trên HTV3 đó các bạn ơi! Các bạn từng xem phim này chưa nhỉ? Bộ phim xoay quanh câu chuyện của những đầu máy tàu hỏa được nhân hóa như con người. Nhân vật chính là Thomas, một cậu bạn vui tính và tốt bụng. Nhưng vì xe lửa có cái đầu to tròn và các biểu cảm quá kỳ dị, cộng với thân hình quá khổ, nên hàng loạt những câu chuyện creepy đã ra đời, thậm chí được đưa vào trong game cũng như làm ra đồ chơi nữa. Hai phiên bản này đã khiến các fan ngã ngửa vì một điều bất ngờ sau đây. Một trong hai phiên bản này, phiên bản nào nổi tiếng hơn? Một sự thật vô lý nhưng có thật các bạn ơi, là phiên bản xe lửa Thomas kinh dị nổi tiếng hơn cả bản gốc. Nhanh trí chắc chắn bạn từng xem về xe lửa này nhưng không phải bản gốc đúng không? Đặc biệt nhất là gần đây một video mang màu sắc siêu bí ẩn và cổ quái từ tài khoản YouTube Chu Gai T đã tạo ra món đồ chơi tàu lửa Thomas này. Ban đầu cô bé chơi một cách rất bình thường và món đồ chơi vô cùng dễ thương, thậm chí mẹ cô chính là người mua cho. Ấy thế nhưng mà bà mẹ không ngờ có một bí mật trong món đồ chơi mà nhà sản xuất không nói. Oh my god! Nó biến thành cái quái gì vậy? Ấy vậy mà sau đấy, nhà sản xuất vẫn quảng cáo. Bạn nghĩ một sự sáng tạo mới lạ hay đây là một món đồ chơi có thật vậy? Xinh xịch, chuyến tàu của chúng ta đã tiếp tục rồi đây. Chúc mừng các bạn nhé, chúng ta đang chiêm ngưỡng đoàn tàu dài nhất thế giới. Một cơ hội hiếm có khó tìm trong cuộc đời. Ủa, sao đi mãi như đi vào vô tận ấy vậy nhỉ? Không biết đoàn tàu này có bao nhiêu toa mà dài thế? 100 toa lẫn, 200 toa hay 300 toa tàu? Wow, đoàn tàu này có tận 100 toa nha các bạn ơi. Đây là đoàn tàu mang tên Capricorn của Thụy Sĩ, bao gồm 100 toa tàu, dài 1.910 m, cỡ 382 ngôi nhà xếp liền nhau đấy, và nặng 2.990 tấn, cỡ 149 cái xe ben cô. Wow, vậy nên đoàn tàu này đã được UNESCO ghi nhận kỷ lục. Còn ở Việt Nam không có tàu dài nhất thế giới, nhưng nhanh trí dám chắc rằng có cung đường tàu Bắc Nam đi xuyên qua đèo Hải Vân đẹp mê mẩn, niềm tự hào cực kỳ lớn để bạn khoe với bạn bè quốc tế đó.
Tiếp theo là những kỷ lục về tàu khiến bạn ố á và trầm trồ không thể tin nổi. Wow, trước mắt chúng ta đang là toa tàu xuyên vào tòa nhà. Và tiếp theo là tàu đi dưới biển. Tiếp đến nữa là tàu đi ngược. Trời ơi, toàn những điều kỳ lạ thôi. Và đâu là những kỷ lục về tàu đã được ghi nhận đây? Ấy chà chà, tàu hỏa mà cũng lạ như vậy sao? Anh em nghĩ như thế nào khi đi siêu thị mà tàu cứ chạy ùn ùn ngay trên đầu nhỉ? Hãy đến ngay với Trùng Khánh của Trung Quốc để cảm nhận, và độc lạ dị không kém. Chính là con tàu sắt trèo như đi ngược với đời, ảo ma Canada ở tận nước Đức. Này, bạn nào mà mắc chứng say sóng thì chắc chắn không đi con tàu tiếp theo này được đâu nhé. Bởi vì con tàu chạy dưới biển này khiến ai cũng phải trầm trồ, thán phục trước sự phát minh quá vĩ đại này. Nên cả ba đã được ghi nhận là những kỷ lục về tàu đáng ấn tượng nhất đấy. Bạn sẽ dám đi con tàu nào? Nhớ comment xác nhận xuống bên dưới nhé! Cơ hội trở thành niềm tự hào của ông bà cha mẹ đến với bạn rồi đây. Chỉ 5 giây mà bạn nhìn ra biển báo phía trước có tàu thì có khi các chú công an giao thông phải trao bằng khen luôn và ngay cho bạn mất thôi. Vậy bạn có nhận ra đâu là biển cảnh báo phía trước có tàu hỏa không? Biển này và cả biển này nữa nhé. Đây là biển báo giao nhau với đường sắt không có rào chắn để báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, nên các bạn cần phải chú ý. Còn đây là biển cảnh báo phía trước là chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có rào chắn, cũng như có nhân viên ngành đường sắt đứng để điều khiển giao thông. Khi đi ra ngoài đường cùng ba mẹ mà thấy hai biển báo này, bạn đã biết nó có ý nghĩa gì chưa nào? Cảnh báo cho chúng ta phía trước có nguy hiểm, nên hãy đi lại một cách cẩn thận hơn. Vậy thì tàu hỏa có nguy hiểm gì cơ chứ? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây thôi. Hành động nào bị cấm liên quan tới tàu hỏa đây? Biết ngay để đảm bảo được an toàn tính mạng nhé. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch, tàu đến rồi. Chúng ta không nên làm gì? Chơi trên đường tàu hay là đứng ngoài hàng rào chắn? Tuyệt đối các bạn ơi, không được chơi ở khu vực đường tàu vì không ít trường hợp mải chơi không chú ý, tàu tới bất ngờ và đã xảy ra tai nạn vô cùng thương tâm. Vậy thì các bạn ơi, bạn nào đang chơi ở đường ray thì hãy chạy lại vào đây để nhanh trí kể cho một câu chuyện vô cùng bí ẩn về tàu hỏa nhé. Ở Đông Âu và ở Nga, một trong những hiện tượng bí ẩn và kỳ lạ nhất là bí ẩn về chuyến tàu ma Gorgon không cánh mà bay đấy. Sự cố đoàn tàu mất tích liên quan đến vụ mất hộp sọ của nhà văn Nga nổi tiếng Nikolai Vasilievich Gorgon. Ông mất năm 1852 và sự việc bắt đầu khi người nhà chuyển mộ của ông đến nghĩa trang Danilov ở Moscow thì phát hiện hộp sọ của ông đã biến mất. Hồi ôi, sau nhiều lần khó khăn tìm kiếm, người họ hàng của Gorgon là sĩ quan hải quân Janowski đã tìm được hộp sọ thất lạc và mang nó trở lại Ý. Nhưng ngay trước khi tàu vào hầm, hành khách trên tàu bất ngờ hoảng loạn một cách khó hiểu và chàng sinh viên này lập tức nhảy khỏi con tàu trước khi nó hoàn toàn biến mất. Trong số 106 hành khách trên chuyến tàu này, chỉ có 2 người sống sót bằng cách nhảy ra khỏi tàu trước khi nó biến mất một cách khó hiểu. Cảnh sát đã lùng sục khắp mọi ngóc ngách nhưng không hề thấy dấu vết nào cả các bạn ơi. Không biết con tàu này đã biến đi đâu mất vậy? Nó đã xuyên không, tàng hình hay bị người ngoài hành tinh bắt rồi? Thật khó để dự đoán, bạn cho rằng là gì chứ? Vài năm sau, con tàu đột nhiên xuất hiện lại vài lần nhưng không ai dám bước lên con tàu này nữa. Đến tận bây giờ, mọi người vẫn đặt dấu chấm hỏi to đùng. Tóm lại con tàu đã đi đâu vậy? Những vị khách trên tàu dở ra sao mà không ai lý giải được hay tìm ra câu trả lời được các bạn ạ? Vậy là nó cứ bí ẩn mãi như thế ư? Bạn hãy chuẩn bị ngỡ ngàng hơn đi, bởi vì cả thế giới còn ngỡ ngàng hơn khi khách Tây cứ thách thức nguy hiểm, tấp nập xếp hàng check-in cà phê đường tàu ở Việt Nam. Ui, đông đúc quá kìa các bạn ơi, đây là một hành vi đúng hay sai ở bên cạnh đường tàu? Sai quá là sai.
sai luôn nha. Vì ngồi ở đây rất nguy hiểm. Khi tàu hỏa đang chạy với tốc độ nhanh hướng về phía bạn đang đứng thì tuyệt đối đừng bao giờ đứng gần đường ray quá. Bởi vì bên đoàn tàu đang chạy với tốc độ nhanh đã hình thành một dòng khí. Nó có thể hút bạn về phía tàu đang chạy đấy. Thậm chí có thể gây ra tai nạn tàu hỏa. Mà những vụ tai nạn này thì vô cùng thương tâm và rất ít hoặc không có khả năng qua khỏi đâu. Ấy vậy mà ở một đất nước tỷ dân nào đó trên trái đất này lại đang diễn ra một tình trạng bất chấp nguy hiểm để mà đi tàu hỏa bằng cả tính mạng cơ. Như các bạn đang thấy đấy, cảnh tượng hàng trăm người chen chúc đu bám trên một con tàu, từ trong ra ngoài, chật ních trong các toa, đã thế còn bám đầy ngoài thanh tàu nữa cơ. Thậm chí trên nắp tàu anh cũng đứng luôn. U là trời, cách đi tàu này có thật không và nó ở đâu vậy? Đây không phải là chuyến tàu Tết về quê ở Việt Nam đâu nhé. Chuyện thật như đùa này hoàn toàn có thật tại Ấn Độ. Mỗi ngày khoảng 8 triệu người phải bất chấp mạo hiểm mạng sống, đánh đu với đời trên những chuyến tàu. Bởi lẽ ở Ấn Độ, tàu hỏa là phương tiện di chuyển công cộng chính và được nhà nước tài trợ nên giá vé tàu vô cùng hạt rẻ. Cũng vì quá nhiều khách nên con tàu luôn phải di chuyển ì ạch như một con rùa bò để đảm bảo an toàn cho mọi người đấy. Ôi, nhìn xong mà căng thẳng và ngộp thở quá. Chị Edith này, cho 500 anh em ra chơi tí đi. Ok. Vì các bạn quá thông minh nên nhanh trí dành tặng 5 phút chơi tàu lượn siêu cấp Pro cho bạn chiêm ngưỡng đây. Này, đừng có lắc mắt nhá. Đoàn tàu thứ nhất. Đấy, các bạn thấy siêu chưa? Đi được cả ngược nha, đi được vòng tròn nha. Và sau đó nha, đi xuống đi ra đi vào đấy. Và đoàn tàu thứ hai. Nhưng đoàn tàu nào chơi khó hơn? Xịn quá, xịn quá. Cái nào cũng thích, cái nào khó hơn thì các bạn chọn đi. Nhìn nè, đây không phải là vương quốc của người tí hon đâu, mà đây đích thị là một thế giới thu nhỏ khi mà có hẳn một bộ mô hình đủ kiểu của xe lửa lớn nhất thế giới. Uầy, xịn thực sự luôn ý. Khi mà mình đứng vào, cứ như kiểu người khổng lồ ấy các bạn nhỉ. Chà chà, tàu xuyên qua núi này, rồi máy bay, ô tô các kiểu, cứ như trên đường thật ý. Quá là chất phát ngất luôn, xứng đáng 100 like. Ước gì mình có đoàn tàu này ở trong nhà để suốt ngày chơi nhỉ. À, đêm nay mình sẽ mơ ngủ và nó sẽ thành sự thật đấy.